Vâng, thứ hai âm thanh số đồ đó xin kính chào an toàn thể tất cả các bác ạ. Thì đây là chính là cái bộ dàn mà hiện tại bây giờ đang sốt nhất và đây là một bộ karaoke JD hoàn hảo nhất. Thì như các bác đã biết là trưa nay thì em mới quay cho bác một bộ JD rồi, thì bộ đó là sử dụng là mic Pro sao. Nhưng mà cái bộ mà em đang phối ghép nhiều nhất, và cái bộ này em chỉ ghép cần một bộ duy nhất và sau đó em sao có hình ra được 4 bộ nữa, chờ đi nữa. Đấy. Thì đây là một bộ mà có thể nói là hiện tại thứ hai mà em đang phối ghép và được phải nói là cực kỳ ưng ý luôn, và cảm thấy là nó hợp nhất ở trong tất cả những cái bộ dàn mà em đã từng phối ghép. Đương nhiên là nó mắc tiền hơn nữa thì nó sẽ hay hơn, nhưng mà đương nhiên là nếu bây giờ mình đầu tư những con đẩy con vang mắc tiền hơn nữa thì đương nhiên chi phí nó không cao, nó quá cao. Cho nên đây là một cái bộ dàn mà nó chi phí vừa phải nhất mà em thấy nó cực kỳ ưng ý và hợp nhất cho lòng và JD. Đó là gì ạ? Đó là một đôi loa JD PL12M10. Đây là một đôi loa có thể nói là tiếng tép ra, tiếng lời ra cực kỳ hay luôn. Có thể nói là một trong những model mà cho cái lời hát đẳng cấp nhất của JD hiện tại bây giờ luôn. Cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nha. Rất đẹp luôn. Cùng với đó là một đôi loa đại quân đẩy JD. Một cái đẩy JD với mã là PA550 thì con đẩy này cực kỳ phù hợp với đôi loa này rồi. Rất là hợp luôn. Một con vang Tripad Mota 998A và một bộ mic DL của Tech KV12 hay là mã. Đây chính là cái bộ, một cái bộ combo mà đồng bộ nhất, mà vừa phải nhất, hay nhất trong tất cả những cái combo em từng ghép. Đương nhiên là những cái bộ combo em từng ghép có nhiều một số bác thì người ta nâng cấp lên đẩy mắc tiền hơn, ví dụ đẩy DE chẳng hạn, thì đương nhiên tốt hơn nhưng mà chi phí sẽ cao hơn. Hoặc có một số bác thì đặc biệt là chưa toàn bộ DE hết, là vang DE, mic DE, đẩy DE, thì những bộ như vậy là nó là cao cấp hơn nữa, nhưng cái giá tiền nó sẽ đội lên rồi, chúng ta không nói. Em muốn nói là cái cấu hình này là cái cấu hình đồng bộ thấp nhất mà em ưng ý nhất của DE. Đương nhiên là như hôm nay là chưa, ngày hôm nay là có bộ thấp hơn nữa, nhưng đó là sử dụng mic Pro sao thì đó là em cũng chưa thích lắm. Thực sự là với bộ dàn này nó đi với cùng mic DE KV12 thực sự nó hoàn hảo kinh khủng luôn. Nó rất là hay. Và cái bộ dàn này như bên em đang bán là chọn bộ này đó là 19.300. 19.300 là đồng bộ cả cái bộ này luôn. Và nó hay tuyệt vời luôn các bác. Đấy, cái loa JD này nó có thể bao cho bác không gian tầm khoảng 30 mét vuông thoải mái luôn. JD nó là một cái gì đó nó khủng khiếp các bác. Cho nên là nó không cần lo quá lớn, nhưng mà chất lượng âm thanh ra nó bao phủ cực kỳ rộng mà nó đẹp kinh khủng luôn. Nó rất là hay. Và cái bộ dàn này thực sự em đã test rất là nhiều rồi. Em đã test phải nói là quá nhiều cho các bác rồi. Những bài hát đủ các thể loại đấy. Và ngày hôm nay thực sự cái bộ dàn này thì thực sự thật các bác luôn. Đến những người khó tính, những người hát kém thì đến bộ dàn này các bác vẫn sẽ ưng ý thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đến cửa hàng âm thanh số đỏ bên em luôn luôn khi phối ghép những bộ dàn như thế này, bên em sẽ căn chỉnh cho các bác rất là nhiều cấu hình. Từ cấu hình hát chuyên nghiệp cho đến cấu hình hát phổ thông, cấu hình hát người tập hát và cấu hình nghe nhạc. Các bác sẽ chọn những cấu hình cho các bác sử dụng rất đơn giản, chỉ cần bằng một cái remote thôi. Các bác sẽ đứng từ xa bác ấn chọn cấu hình 1, 2, 3, 4 gì đó. Bác sẽ chọn cấu hình để các bác hát theo đúng kiểu các bác. Nó rất là đơn giản, rất là hay. Và bộ dàn này thì có thể các bác nó đẳng cấp theo năm tháng luôn. Không bao giờ có chuyện lỗi thời ở đây. Bởi vì JD giá càng ngày càng lên. Các bác đã thấy là JD trong 3 năm nay mỗi ngày giá càng lên. Đấy, đô loa càng ngày càng hiếm và đương nhiên là cái độ chất của nó thì mọi người đã được trải nghiệm rồi. Nó rất là hay, cho nên là cái độ hiếm mà cũng như là độ săn lùng đô loa này càng ngày càng nhiều. Và giá đô loa này thực sự theo năm tháng là bây giờ em đang khoảng khủng hoảng luôn. Giá nhập mỗi ngày một lên đang rất là sợ luôn. Sẽ có một ngày lên cao quá mình không thể nhập nổi. Thực sự nó đang rất là lo lắng cái chuyện này. Đấy, và có đẩy JD đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Vang mic. Thực sự bộ dàn này thì các bác có hát 10 năm nữa, 20 năm nữa thì nó vẫn cứ hay đẳng cấp thôi. Cũng bởi vì dòng loa JD thì nó cũng không cần phải nâng cấp nữa. Với những sản phẩm này thì các bác cứ thế mà xài. Trừ khi các bác sau này các bác muốn dùng công suất mạnh hơn nữa, các bác phải nâng cấp. Còn chất âm loa này, bộ dàn này không cần thay đổi một cái gì nữa. Đấy. Và ngay bây giờ đây em mời các bác cùng nghe một đoạn. Em dạo một đoạn bài hát cho bác cùng nghe bộ dàn này. Chắc chắn là nó phải tuyệt vời. Khẳng định các bác luôn, sướng cực luôn các bác nhé. Mời các bác cùng nghe. Ok. Hát tặng các bác khách hôm nay, trưa nay có một bác khách yêu cầu em hát bài thất tình các bác nhé. Ok, em mặc dù là hiện tại là hát thất tình nhưng mà thôi cũng hát tặng bác khách luôn bài này nhé. Bài này khá là cao đấy, có hình nốt rất là cao, không biết là em có lên được không thì thôi cũng hát tặng bác nhé, tiện thể luôn. Ok, mời bác cùng nghe, các bác cùng nghe nhé, không hay như em đá nhé. Thank you.
Nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em rất yêu anh. Nhưng nay cuộc sống không như anh đã ước mong. Của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật xa anh đâu, đâu có muốn chia tay đi như vậy. Người yêu em. Cao, có thể nói thật các bác luôn. Nó là nốt là rất là cao. À, hơi của em thì nó thật là bình thường, là nếu mà những bộ dàn nào mà nó không được thoát tiếng thì cái giọng hát của em nó không thể hát được bài này. Chắc chắn là lên phát là vỡ tan tành cái giọng luôn. Thì với bộ dàn này thì em tự tin để em hát những bài này, mặc dù là hơi mình nó không được tốt nhưng mà cũng đã có thể phụ cho bác những cái nốt lên nó cũng khá là ok. Mặc dù là lên chưa được tròn trịa, giọng của em lên hồi tròn trịa, nhưng mà thấy là cái bộ dàn như này thì nó hỗ trợ khá là nhiều trong những chất âm của các bác hát. Phải nói thực sự là nó hỗ trợ cái lời hát của các bác khá là nhiều luôn chứ không phải ít đâu. Các thấy là hát bộ này nó khá là dễ hát, cực kỳ xứng. Đây là cái cấu hình này, là cấu hình em đang hát là cấu hình gọi là bát chuyên nghiệp đấy. Chứ còn nếu mà bác nào hát yếu hơn em nữa thì các bác hãy chọn cấu hình số 3, đó là cấu hình echo để chúng ta hát cho nó nhẹ nhàng hơn nữa. Còn nếu bác nào mà hát thuộc cỡ như là ngân nga tốt như ca sĩ ấy, các bác nên chọn cấu hình số 2, đó là cấu hình mà các bác sẽ thể hiện được cái tài năng của các bác, nó sẽ hiện được cái chất giọng, cái nội lực của các bác ra, nó rất là hay đấy. Và những bác nào hiện tại đang muốn những cấu hình bộ này liên hệ ngay em. Đây là một bộ dàn mà em bán phải nói nó cực kỳ nhiều luôn. Vâng, chính ngày hôm nay thì 5 bộ dàn này lên đường các bác nhé, 5 bộ dàn này lên đường, các bác biết là một cái khủng khiếp cỡ nào rồi. Và 4 bộ như thế này và 1 bộ là sử dụng mic Pro Audio, đó là đẳng cấp luôn các bác. Đấy, và những bác nào đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay với cửa hàng âm thanh siêu tốc đó. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác. Cảm ơn các bác.